Cao khảo nghĩa là thi vào trường cao đẳng à, hay là thi vào trường cao cấp, có phải như vậy không? À, không phải như các bạn nha. Cái từ này đa số chúng ta nghe rất là nhiều lần. Thì có một số bạn đã rõ rồi, còn một số bạn chưa được rõ, hôm nay Tân sẽ giải thích nha. Và dễ hiểu nhất là cao khảo có nghĩa là kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc nha. Và tên đầy đủ của nó là Phổ thông cao đẳng xuế xào trao sinh chuyển của thống nhi khảo sư. Và âm hán Việt là Phổ thông cao đẳng học hiệu chiêu sinh toàn quốc thống nhất khảo thí. Nói tới đây thì chắc chắn là chúng ta đều biết rồi đúng không mọi người? Và cao khảo là từ nói tắt, à nói tắt nha mọi người nha. À, còn gọi tắt là cao khảo phổ thông là một cái kỳ thi chung được tổ chức hàng năm ở Trung Quốc. Và cái kỳ thi này á là điều kiện tiên quyết để vào hầu hết các cơ sở giáo dục bậc đại học nào Trung Quốc nào. Và cái kỳ thi này có sự tham gia của những các bạn học sinh cuối cấp trung học phổ thông. À, và nói đến đây thì chúng ta đã biết là cao khảo có nghĩa là kỳ thi tuyển sinh vào đại học toàn quốc. À, đừng quên nha mọi người nhé. Và đừng quên dành cho mình một follow nhé.